Em đã mới lại ra cái file thầy về, ra file thầy về bây giờ ngồi gọt những lời lâu chút nha. Cái file này thầy mới mở lên đó. Đây, đây. Đây, đây. Đó. Được chưa? Và cái slide này các bạn thầy cũng chia hai buổi nha. Thứ hai buổi tới là thầy sẽ chỉ được còn lại các bạn lớn phần quen thôi. Còn những cái này là để dành cho buổi lớn tiếp nha. Đây cô Cang Cola thôi. Tất cả những cái này buổi tới thầy chỉ. Rồi. Nha. Còn không nữa thì chúng ta dạy là nhanh hơn. Đó. Rồi mình nhắc một cái ha. Copy mình đây. Tức là chiếc cái hình này về. Về trong qua ở đây mấy bạn lưu ý á, chúng ta đang làm cái file mẫu á thì mấy bạn phải lưu cái file mới cho cái thầy này để chuyển lại đi ha. Đó, lưu kèm cho nên là thầy đang mở ra một cái khổ A3 3040 ha, A3 3040. Rồi chúng ta mới bắt cái đó vào và tiến hành vẽ. Mấy bạn không nên mở ốc bình cái file hình này vô vẽ, nó sẽ mất đi cái tính năng. Tại vì bạn đang mở dạng chế độ file hình kiểu như thế này. Ở trên đây không có file hình ha. Kiểu như ví dụ như đây là cái file PDF của thầy thì cũng giống giống vậy đó các bạn. Mấy bạn mà nhắc một cái nè. Mấy bạn ốc bình ha, ốc bình cuối sau đó mấy bạn chọn đánh chế tờ. Thì mấy bạn mở với cái hình thức như này á. Nha, đó là bắt tiền. Đó. Thì ở đây bạn thấy là màu chúng ta bị mặc cái pha này cho tụi thầy làm nên bây giờ mình mở nó bằng tròn, còn nếu cái pha này bạn mở những người khác à nha, mình bắt đi ví dụ như cái ảnh nào không là ví dụ đây có mấy cái ảnh ha, lấy cái ảnh ví dụ ảnh này đi, các bạn lấy cái ảnh này này mà các bạn lại mở cái dạng pháp bình ảnh này luôn á thì nó sẽ mặc đi ha. Thứ nhất là bản màu. Đó, bạn mở cái chữ này nè, bạn thấy tính năng ở đây không? Không đủ, cái thông minh ba mình mất đi khá nhiều quá ha. Rồi giờ màu, có màu luôn ha. Mở đây này, cái bảng màu này nó trống chân. Thì đối với thầy thì ok, thầy làm cái này bình thường. Nên mấy bạn thì các bạn biết ủa màu đâu, giờ lấy màu đâu tô. Mất đi còn nhiều thứ nữa đó. Thì đừng có mở cái đó nha. Không mở cái đó mà chúng ta phải new. Đây nè, new một cái file mới. Cái chung nên là rồi bây giờ ví dụ như bạn sẽ vẽ cái bài lá hai của thầy sẽ tới bạn vẽ thì bạn mở lại cái này khu vực này á là các bạn cho lưu tên ha, chúng ta sẽ làm là lá hai nha, gạch nối hàng gạch xếp để tùy các bạn, tốt nhất là không nên làm dấu và khoảng cách những cái file chúng ta lưu, tốt nhất tất cả mọi file trong những cái file word hay bất kỳ file gì chắc không nên file word thì có thể nhưng những cái file như này các bạn không nên lưu dấu và khoảng cách nha. Nó rất là bị lỗi là gì rồi thứ hai nữa đôi khi mình bị quên mất mình tìm rất là lâu à, nên ghi như này thôi rồi à, tên xong rồi tên là xuất viên gì ha tên một đó rồi b f gì đó hãy xuất viên á ghi vô là xong được chưa. Rồi ở đây á nhớ tại vì vừa thấy mấy bạn có thể sang cái này nè, các bạn để bold cái chế độ boy, cái đơn vị boy thì chúng ta không có dùng. Nha, ở Việt Nam mình nhớ là dùng cái đơn vị là centimet, millimet. Nha, thì vô đây chọn lại này, nha. Đừng có để mặc định của các bạn hay là một cái là coi pika hoặc là kim. Tại vì cái này là cũng Mỹ mà, chủ quốc tế nó hay để về chế độ đó, các bạn phải chuyển về. Nha, rồi hệ màu á, đây thì các bạn phải chọn cái này là cái hệ siêu quay đi, các bạn sẽ dễ làm hơn. Và cái này tốt hơn rất là nhiều, mấy bạn dễ pha màu hơn ha. Thay vì bạn chọn RGB, bạn pha màu không có đẹp bằng chế độ này đâu. Nghĩa là chế độ này là chế độ cho in. Khi bạn cần cái đó, vừa lớp trên web xong bạn nhiều khi sẽ bạn đưa vào in ha, cái tờ rơi đó in ra. Thì cái chế độ ba màu không in được nha, in ra là sai đó. Rồi chế độ là bốn màu ha, xuyên qua cây nó ta mới ok đó. Rồi ở đây nè, mới đưa cái ảnh vô trong đây. Còn chúng ta đang là chép hoặc sao chép ha, đồ, đồ lắm. Không biết là cái lệnh cần chúng ta còn nhớ không? Không còn ha, đó. Rồi vô đây mình vô vẽ. Thấy chưa? Thì bây giờ bạn vẽ xong ha, ví dụ như thế này. Tại vì cái này chỉ có thể vẽ nên vẽ xong ra. Thì đây là có màu cho chúng ta tô luôn nè. Tất cả luôn, chúng ta có màu. Rồi.
hình cái biểu tượng là cái cây viết máy. Và viết tắt để sử dụng cái công cụ này, viết tắt làm nhanh á là B phở. Đó, đây công cụ này. Hình biểu tượng cây ben á, cây viết máy á. Và cây ben mà thường chúng ta sử dụng để vẽ là cái dưới góc nó có cái dấu ngôi sao. Ha. Và ben chúng ta nó có bốn, tất cả bốn cái công cụ ben. Có ba cái này á, là ba cái dưới này á, là mục đích để là hỗ trợ cho cái ben kia thôi. Ben này là ben chính, ben cộng ben trừ là thêm điểm bớt điểm, là để uốn cong sửa điểm vậy thôi. Ba cái dưới là ba cái để hỗ trợ thêm. Ha, tất cả đều có viết tắt. Cộng là ben cộng, trừ là ben trừ. Đó, shift C là tại vì C nó là copy cho nên hai cái phim xịn, hoặc shift C là cái ben của sửa. Chưa? Đây là chọn cái ben đầu tiên để vẽ nè. Rồi quên ha. Ở đây tốt nhất chúng ta nên khóa cái đối tượng này lại, tốt nhất nên khóa ha. Giống như là bạn nhà dạy lại một cái bức tranh, thì cái bức tranh các bạn phải cố định lấy cái kim kẹp tướng nó cố định lại rồi mới đặt cái tờ giấy lên để mình viết. Chứ còn mình đang cái bồ một bài này mà nó bị lệch hai cái nó lệch với nhau và mình nó hư ha, cho nên chúng ta nên khóa lại. Bạn nào nhớ chính xác là gì? Bước hai ha, khóa lại. Mở khóa. Ok ha. Rồi. Dễ mà. Bây giờ vẽ ha. Tiếp tắt bên về. Rồi lưu ý cho cái bên này nha. Từ từ bạn vẽ ha. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn này. Ở đây á, cái bên này nè, là cho chúng ta vẽ những cái đường. Ví dụ bạn muốn vẽ chữ chắc á thì click chuột thôi, click cả. Rồi chuột tới cái điểm ha. Thì người ta gọi phần mềm này là phần mềm vector. Thì vector các bạn biết rồi đúng không? Một điểm nó không thể là một đường được đúng không? Muốn có một đường là phải có tối thiểu hai điểm. Thì ở đây chúng ta chỉ mới có một điểm. Và vector thì phải là tối thiểu có hai điểm. Là một cái đường thẳng có hướng đúng không? Thì ở đây chúng ta đang đi tìm cái hướng trong cái đường thẳng này ha. Nó mới có một cái điểm thôi, đang tìm hướng. Ví dụ như lên đây ha. Thì mấy bạn cứ click chuột kiểu như thế này á, thì nó ra cái hình là đường chính chắc. Rồi có gì bạn vẽ hình tròn rất là thích rồi ha, cái chữ này đang bỏ câu đó, chữ này rất là xấu, cực kỳ xấu, rất là không có chuyên nghiệp đó. Thì ở đây cái bên này nó cũng giống một số các bạn cũng học rồi đó. Rồi khi muốn vẽ những đường chính chắc thẳng thì ở đây chúng ta có một cái này, nếu ta để như này thì tự do, còn nếu bạn kèm theo phím shift thì nó sẽ là một á là 90 độ thẳng tuyệt đối ha. Mặc dù cái con chuột chúng ta đi nó lệch, cái hành trình nó không có đúng này, nó lệch quay lại nhưng mà vẫn thẳng tuyệt đối. Hai nữa là như rơi góc này thì sẽ tự ra 45 độ ha, 45 độ đó, tiếp chuột xuống đây luôn ha. Cho cái này nó có màu cho các bạn cùng bạn chuột luôn để nó để cho cái đường chóp của nó là màu đen ha, thì dễ thấy ha. Điểm đầu tiên các bạn có thể bong và vuông chuột được. Khi bắt đầu đến điểm thứ hai á, chúng ta phải bấm xuống và giữ chuột di chuyển. Ha, bằng cách nó ra một thanh để cho chúng ta uốn cong. Đó, nha, uốn cong. Rồi ở đây chúng ta lưu ý cái thanh này nè các bạn. Cái thanh này á, hai cái bên này nè nó như một cái cánh cung và nó luôn đi tỷ lệ nghịch với nhau. Ha, luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Bây giờ thầy có thể dùng ở đây này. Đó. Bây giờ thầy ví dụ nè. Ở đây thầy dùng mũi tên tránh. Bóc vào điểm. Đó, cái này thực hiện là cái thằng em. Và đây thầy muốn thay đổi bên đây. Bên đây mà trả về bên kia đi lên. À, bên đây trả xuống bên kia đi ngược lại. Đó. Tức là nó có cái sự liên kết với nhau. Nha. Vậy thì á, để vẽ đi cái đường thẳng nó đi cho nó mượt á. Bên nè. Đây, bấm xuống, bấm giữ chuột và di chuyển. Rồi, bấm giữ chuột, hai, di chuyển. Rồi khi nào với một cái điểm nào đó, anh sẽ thấy nó có cái góc nhỏ, ví dụ lên đây. Nhưng mà đột ngột nó đảo chiều đi về, thì chúng ta phải nhấn giữ phím ALT, tức là
internet đó, nhắn chuyện internet nữa nha, chưa có buông ha, kể cái thằng này về chúng ta về đi ha, nó sẽ đi đây cũng nhỏ chưa, hoặc là đây cũng vẽ nữa, dạng như vẽ còn sống nha, muốn đảo chiều đi ngược lại nữa thì ta lại nhắn internet buông ở đây, ở chúng ta muốn buông chuột ra ha, và đi tiếp. Rồi và ở đây á, các bạn lưu ý á, cái thân này đi đâu á, tại cái đường đó giống như nó có nằm chồng mà hút theo ha, đây nó hút theo. Rồi ví dụ như bây giờ thầy muốn vẽ tiếp ha, thầy lấy một tính trái thầy viết và cái điểm này cho mình vẽ trong quá trình vẽ, mình lỡ bắt cái tiếp gì đó nó kết thúc được ha, kiểu như này mình kết thúc rồi muốn vẽ tiếp á, chúng ta chọn lại đối tượng ha, chọn lại đối tượng có bao nhiêu mũi tên trắng viết cho đây cái nó không cần viết men, chúng ta có thể bấm vô và vẽ tiếp được ha, nấu tiếp được. Rồi ở đây cái đường chúng ta thật sự là đi cong xuống, hai cong xuống như này đó, nhưng mà mấy bạn lại vẽ cùng đi lên này á thì bạn ra cái đường này bị hư, bạn ra nó bị hút đường nó cũng cong giống như chị che vậy đó. Rồi vô trải nghiệm thử cái vô này ha nha, thì ở đây các bạn cái ven này các bạn không nên đặt cái điểm ven đầu tiên vào những con lớn như thế này, mà những con này, những con này chúng ta nên để lên cái ven lúc mà chúng ta đang vẽ chúng ta uống nó sẽ đẹp hơn, tức là cái điểm đặt đầu tiên á chúng ta đặt á đừng đặt vào những cái con lớn này ha, mà chúng ta nên tìm vào cái góc có góc thu nhỏ sẽ tốt hơn, ví dụ góc này là một ha, hay là góc đây tốt hơn. À, đừng đặt cái điểm đầu tiên mình vào cái khổng lực như thế này. Tại vì khi chúng ta vẽ xong á, mình đi đủ một dòng, mình khi mình về cái điểm cuối mình sắp sửa kết thúc á, nó dễ bị lỗi. À, từ phía bên này đẹp á, thì bên kia nó bị quyết. À, phía này đẹp thì bên kia là bốn nhau vậy đó. Cho nên chúng ta tìm chỗ góc. Tại vì ở góc này á, thì điểm đầu tiên chúng ta không cần đến A khổng lực đây này. Chúng ta dặn đi chút xuống cái thôi. Được chưa? Nên để học gì đó bài gì ở đây nha. Sách qua cái món thân nha, thân dương nè. Đó. Để cái này cũng đen nè. Đó, để lại đây. Cho nó tương phản mặt với cái màu đỏ. Ở đây. Chúng ta đi nha. Ta đặt cái bên vào đây. Chúng ta lưu ý cái bên này nó cũng ra không khó. Khó ở đây là cái vấn đề chúng ta kết hợp với cái phím á. Mấy bạn bị sai cái nhịp, sai cái thao tác á, nó dễ bị hư, chạy vô, cái đó nhưng mà mấy bạn vẽ cứ tay tay ngồi cầm cái gì đó vẽ cho không làm nó biết được nha, cho nên là cái tay lên bàn phím á, cái ngón cái á là đứng tự chỗ phím space, phím space là rất là để duy trì màn hình ha, thường á sẽ dùng ngón cái ha, ngón cái rồi cái phím control nó là chữ A và B ha, cái internet nó còn trỏ nó chữa đó, gần như là có gì nó hết bốn ngón đó, để cho mình nghe lời vẽ cái đường cho nó mượt cũng như và chắc chắn tí nữa các bạn vẽ cái logo này sẽ vẽ món như này sau đó thứ hai thứ tư rồi các bạn vẽ các bạn đi là cũng mượt. Rồi giờ đây đang dừng khá lớn nè, điểm đầu tiên thầy bấm chữ xuống cả rồi lấy số được chưa, ghe chụp qua điểm số 2. Ở đây á, các bạn chưa quay cái đại lần đầu tiên, các bạn phải thêm một điểm ở đây và bấm xuống điểm chuột ha, di chuyển đó, thì các bạn thấy cái đường ven mà mình đi nó vô ngay mép với cái ranh giới rồi này ha, chúng ta mới buông chuột ra thì đi đây ha, bấm xuống di chuyển chuột xíu. Rồi đây á thì thấy nó không cần xa quá, thì điểm vô này nó đi xa chúng ta bị lệch đường đúng không, 10 điểm lại ha, thu nó lại, thu cái tầng nghe lại. Rồi đây cái nhánh đảo chiều đúng không? Đảo chiều chúng ta lấy điểm trên cái antennas, vẽ cái này lên. Bạn nhớ cái đường này khi vẽ là đánh vô ngay cái vị trí đường ranh giới giữa trắng và đỏ, đặt cái này ha. Đó, thì mình mới buông chuột ra và đi tiếp. Sau đó ta di chuyển màn hình, do thầy bị thói quen cái máy này ha. Di chuyển màn hình bạn nhấn chiếc space, di chuyển. Và mấy bạn lưu ý là chúng ta luôn luôn nên để cái góc chúng ta sắp đi tới á, nó có cái khoảng rộng này, rộng ra. Tại vì cái ven mình sau khi mình vẽ thì nó đây đúng không? Nhưng mà khi mình bấm cái ven xuống mình sẽ muốn cái thằng neo này nè ha, cho nên chúng ta để phía trước rồi, cái phần mà chúng ta sắp đi tới nó thoáng ra
và mấy bạn để như này này rất là dễ bị lỗi, hiểu như này ha. Thì khi là bấm này và duy trì nó chạy là vậy, đúng không? Máy chúng ta ghé là nó đi từ từ, máy mắt đi từ từ, còn mấy bạn là nó ào một phát lỗi luôn cái đường dây rồi phải chạy nhét lại cặp nha. Cho nên khi phải ghé chúng ta cũng là phải cứ duy trì dần từ dần từ rồi đây ha. Điểm số 4, nhưng mà ở đây thì tôi biết phải cái điểm này không cần phải hai điểm đâu, càng ít điểm càng tốt, đừng đẹp luôn và đẹp ha. Điểm đầu tiên, điểm số 2 nằm ở đây luôn ha. Đó, ở đây nó đi qua đây phải có điểm ở đây để đi xuống nha. Điểm số 2 tiếp tục xuống giữ chuột ha, còn chuột trái xuống và giữ uống rồi cái chuột Tokyo đúng không, mới nhắn những cái internet bẻ cái thằng neo đi về lại đây, buông chuột ra rồi ha, bấm cái space duy trì nó lần qua bên này, bấm chuột xuống và duy trì tiếp. Ở đây thì không cần phải nhắn internet nữa ha, thấy cái đường bên mình nó vô nè, và cái thân này nè em cũng đang nằm song song với cái ranh giới trắng và đỏ, buông chuột ra duy trì tiếp ha. Cái này ở đây là bấm xuống đây duy trì như thế thôi. Rồi ví dụ như ở đây bây giờ thầy cố tình ha sai đi một chút xíu, tí nữa chúng ta về mua luôn hai cái bên sửa nha, thầy cố tình sai một xíu thì sửa được mà. Rồi đó, đây này nó hơi sai đó. Rồi lên đây đi tiếp, và mấy bạn lưu ý ở những cái khoảng lẫn như này nè, chúng ta không nên bẻ cái sự liên kết của hai cái thumbnail giống như hai cái cung này nè, không nên bẻ để cho nó liên kết với nhau, cái đường cong của mình sẽ ngồi đẹp giống như mình buông một cái che đó nha. Chúng ta đi tiếp đó, vậy thôi buông chuột lên đây ha, chỗ này cũng buông phải là phải lên đây điểm này ha, còn mình di chuyển chuột xuống rồi buông ra. Ở đây có cái cua này bấm xuống ha, rồi di chuyển chuột khi thấy nó vào rồi thì chúng ta nhấn diện phím internet nha. Rồi đây ha, có mặt trên này chúng ta di chuyển tiếp, bấm là di chuyển chuột đó nha. Rồi lên đây thì đứt bó rồi, qua đây đó. Rồi đây ha, bấm xuống và di chuyển chuột đi xuống. Rồi đây các bạn lưu ý, đây chúng ta có cái chuột biến bạn bấm nghị lực lỡ tay ha, đó, bấm xuống cái lực ở đây chúng ta nó phải nằm đi mà lực quá rồi. Bây giờ á thì cái ngón bấm cái biến sự tay là ngón cái á, bấm giữ là chúng ta có thể di chuyển tìm cái vị trí đúng của nó ha. Chưa có buông chuột nha, chuột chưa buông, phím chưa buông, khi nào vô đến cái điểm này rồi thấy chỗ này nó mới là đúng chỗ của nó đó, ta mới buông cái phím, buông phím trước nè, buông cái phím khoảng cách ra rồi lại tiếp tục di chuyển đó nha. Đó nha, đây nha. Rồi điểm cuối ok là xong, tại vì điểm cuối này như này xong. Còn á thầy nói các bạn không nên để cái tên mình vô những cái khoảng lệnh đó kìa nè, kết thúc lệnh nhập dễ lắm các bạn, để nó giờ bạn có thể bấm vào bài tiếp tự động nó xong, nó không giống vô số mình phải cần chỗ enter cần gì cả đúng không. Ví dụ như thầy vừa mới vẽ điểm cuối này ha, xong chung xong đó rồi bấm vẽ tiếp khác được, cái kia nó làm được rồi tự động ha. Rồi còn thầy nói không đặt tên mình nhiều cái nhiều, mình đặt đây nè, đặt đây vẽ nha, đặt ở đây chỉ có bạn phải bấm xuống và di chuyển chuột lên đây không để đi cho nó mượt. Còn nếu là bấm cái một điểm thôi bạn đi á, thì sau khi bấm cái vòng vòng á nó quay lại á, bạn người lăn cắn cái chỗ này ha, đó nó rất dễ bị gãy, nó xấu cũng không đẹp, nên tìm vào cái góc được chưa. Thầy ra thầy coi phải xuống luôn một thao điểm này thử đi, lấy các bạn lên search cái logo của Kakola chép nó về cái về cái